chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKI Round Beauty. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vừa thực hiện xong một ca hair shot cho một chị khách rất là xinh đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ em chào chị. Chị để giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream được biết là chị tên là gì và mình đến từ đâu không ạ? Mình tên là Trang. Mình ở Hà Nội. Vâng. Vậy lý do vì sao mà chị Trang lại biết đến DKI ạ? Mình đã xem qua Facebook ấy, thì thấy rất là nhiều cũng các trung tâm thẩm mỹ khác cũng mở cái phần làm lông mày, nhưng mà thấy bên mình được review rất là tốt ấy. Và bạn mình cũng làm ở đây rồi. Nên là mình quyết định làm đây. Vâng, và trước khi được chiêm ngưỡng cái sản phẩm lông mày mới của chị Trang thì chị Trang có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream để biết cái tình trạng cũ lông mày của mình trước khi làm không ạ? Lông mày cũ của mình thì mình làm cách đây 3 năm thì nó cũng bị bay màu và bị đỏ lên. Và cái dáng lông mày đấy thì mình không ưng ấy. Nên là mình quyết định đi làm lại. Tức là cái lông mày cũ của mình đã bị trổ đỏ rồi đúng không ạ? Vâng, và cái tình trạng lông mày cũ trở đỏ là do cái gốc mực của mình nó bị pha kim loại và tạp chất. Đó, vâng ạ. Và đó là một trong những lý do mà cái lông mày của mình sau quá trình thời gian thì nó sẽ bị trổ sang màu xanh hoặc màu đỏ. Vâng, nhưng mà với cái gốc mực tại DK thì chị hãy yên tâm. Thì gốc mực nhà em là mực organic nhập khẩu từ Đức. Và qua quá trình nó sẽ chỉ mờ đi thôi, chị không hề bị trổ sang màu khác. Và bây giờ thì xin mời máy quay sát vào lông mày của chị Trang để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cặp lông mày của chị nhé. Nhưng mọi người có thể thấy đấy thì chị Trang đã từng sử dụng hai dịch vụ tại DK, đó là hút lông mày cũ và làm lông mày mới. Và như chúng ta có thể thấy thì bây giờ là không thể không còn thấy dấu hiệu của lông mày trổ đỏ nữa rồi. Đó, và thay vào đó là một cặp lông mày với cách xếp sợi rất là tự nhiên. Đó, và chị Trang đã trải nghiệm công nghệ hair shock. Vậy trong cái quá trình hút laser trước khi làm lông mày mới này thì chị Trang thấy thế nào ạ? Mình có bị đau hay là bị bong tróc hay tổn thương da thì không? Mình nghĩa là trước khi làm thì cũng rất là sợ ấy, nhưng mà tại vì là ngày trước mình làm cái lông mày cũ thì có thể làm cái công nghệ cũ là rất là đau, nhưng mà khi mà làm ở đây thấy rất nhẹ nhàng. Và đặc biệt là trong quá trình hút laser thì mình không bị tổn thương da đúng không chị? Dạ vâng. Và bây giờ thì em đã thấy là mình có một cặp lông mày rất là mới, rất là tự nhiên, rất là đẹp rồi. Thì chị Trang có điều gì nhắn nhủ đến đội ngũ của DK không ạ? Mình muốn chúc cơ sở ngày càng là phát đạt hơn. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và thay mặt đội ngũ DK thì em cũng xin chúc chị sẽ có một năm mới tràn đầy sức khỏe này, luôn luôn xinh đẹp và trẻ trung như thế này. Và chúc chị sẽ hạnh phúc bên người thân và gia đình. Vâng ạ, và những chị em mà quan tâm đến dịch vụ của DK cũng như là muốn sở hữu những cặp lông mày như thế này thì chị em hãy nhanh tay đặt lịch trực tiếp qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline 0911310000 nhé. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của mình ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.